Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục tin tức của Blog Việt Phút. Mới đây trên mạng xã hội xôn xao vụ việc một người tự xưng là thanh tra tuyến xe buýt đã kiểm tra, yêu cầu một hành khách xuống xe. Đoạn clip dài hơn 6 phút ghi lại cuộc đôi co giữa hành khách và người xưng là thanh tra tuyến xe buýt Mạnh Hào, tuyến Lương Tài Bắc Ninh với nội dung: "Thanh tra mà như thế à?" Một người dân lên tiếng sau khi chứng kiến hành vi côn đồ, hung hãn của vị xưng là thanh tra xe buýt tuyến Lương Tài Bắc Ninh. Người đàn ông này mặc đồ ngủ, không đeo biển tên, có mặt trên chiếc xe buýt với dáng vẻ bặm trợn. Ông ta lên xe, kiểm tra vé của hành khách với thái độ hết sức coi thường họ. Ông ta đã trả lời thắc mắc của người dân đại loại như là thanh tra là như thế, tao được quyền kiểm tra, giám sát chúng mày trên chiếc xe này đấy. Cụ thể thì khi người đàn ông tự xưng là thanh tra mặc quần dài áo thun liên tục yêu cầu một hành khách lớn tuổi trên xe xuống, tuy nhiên vị khách này đã không xuống. Thấy vậy, phụ xe buýt Mạnh Hào có mặc áo đồng phục đứng ra can ngăn nhưng mà bất lực. Bánh xe Bắc Ninh đi. Ôi trời ơi, rời luôn đi. Không ra bánh xe Bắc Ninh. Rồi. Trước hành vi hung hãn của người thanh tra không mặc đồng phục, một hành khách trên xe cho rằng nên gọi công an để giải quyết. Lúc này, người kia đáp, tao thách cả hai vợ chồng mày luôn. Tao là người, giám sát xe này, giám sát xe này á. Mày thích làm gì, kệ mẹ, kệ mẹ, nó đéo thèm nói. Thế thôi. Giám sát mẹ, nó đéo thèm nói. Mẹ này đừng sao người tao. Mẹ, nó đéo thèm nói sao? Mày xuống này. Mày thích cái đồ người tao không? Sự việc sau khi được đăng tải đã khiến cho dư luận vô cùng bất bình. Ai ai cũng mong muốn cơ quan chức năng, phía đại diện của nhà xe vào cuộc để làm rõ người đàn ông có hành vi chửi bới thậm tệ hành khách là ai, có biện pháp xử lý ra sao. Nếu hành khách sai hay là vi phạm gì thì phụ xe đã nhắc nhở rồi. Chưa biết anh có phải là thanh tra xe buýt hay không, nhưng hành vi trên là không thể chấp nhận được, cần xử lý nghiêm, tránh ảnh hưởng đến công ty xe buýt, một người bức xúc nói. Trước vụ việc này thì sáng ngày 28 tháng 8, trao đổi với báo chí, ông Lê Ngọc Tuyển, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, sự việc phía Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh đã có công văn chấn chỉnh yêu cầu chỉ đạo xử lý trường hợp trên. Qua báo cáo ban đầu, người có hành vi chửi bới hành khách là thanh tra nội bộ của công ty xe buýt Mạnh Hào. Vấn đề này do nội bộ công ty xử lý sau sẽ có báo cáo cụ thể lên Sở, ông Tuyển thông tin. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc này. Nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất của Blog Việt Phút nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cái này là cái thằng này cũng là cái số này.